Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy nghiền bột dược liệu. Máy này dùng nghiền thô bột dược liệu để làm trà tổ lọc, cho dược liệu trong máy bật máy lên, xả cái bột dược liệu vào trong máy nghiền theo công suất của máy. Sau khi mình chỉnh máy nó theo cái yêu cầu rồi thì để máy tự chạy. Trong quá trình chạy chỉ cần một người múc đổ nguyên liệu vào trong cái thiểu chứa của máy thì máy tự động cấp cái nguyên liệu vào trong cái buồng máy đi nghiền. Sau khoảng một thời gian xong mình sẽ tắt máy cho bột thành phẩm ra. Máy này dễ sử dụng, chỉ cần một người đứng vận hành cho máy ăn. Bột thành phẩm sau khi nghiền xong có độ mịn đạt yêu cầu, bột mà dùng đóng gói làm trà tủ lọc. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.